Thì có thấy một cái câu hỏi nhỏ nhỏ của Minh á, Minh muốn trả lời luôn không? Con gửi lại đây cho mọi người biết á, câu hỏi đó là gì á, để thì trả lời mọi người theo dõi được nó là gì. Ừ, con nhắn nha thầy Quân, tôi nhắn Facebook cho thầy cái đi, cái tin đi, nữa thầy gửi cái PDF cho. Đi ngủ trước đi. Nó hơi nặng cho nên thầy tải lên chắc nó cũng lâu lâu thời gian ấy. Thì chụp từng cái hình cho nên nó nặng. Rồi tác ý hay sao mà không có dính ngã mạng, trong khi đó này á, là bạn nào mà học cái tiết bên Chetashika là phải trả lời được cái này nè, phải trả lời được cái này nè. Có bạn nào xung phong trả lời câu này không? Này cho im ru hết ha. Im ru hết. Ngã mạn là cái gì? Là so sánh á, so đo á. So đo với cái gì? So đo với cái tôi. So đo với cái tôi. Lấy cái tôi của mình ra để so với người khác nên gọi là ngã mạn. Vậy thì khi mà con nói rằng là tôi nói quý vị nghe về điều này, hoặc là tôi theo cái kinh nghiệm của tôi, vâng, các kiểu, thì mình có cái ý niệm đem cái tôi của mình râm ra so không? Mình có cái ý niệm đem cái tôi của mình ra so không? Nếu như mình không có cái ý niệm đem cái tôi của mình ra so thì trong khi đó không có ngã mạn. Không có ngã mạn. Được không? Tham tà kiến ngã mạn. Nó đi treo chung với cái nhóm tánh đó. Vậy thì khi mà cái tâm con sanh khởi lên là tâm đại thiện thì không bao giờ có ngã mạn đi kèm theo được. Hiểu không? Hiểu không? Vậy thì thay vì con ngồi con rình coi coi có ngã mạn không, trời ơi, coi có ngã mạn không, trời ơi, con đi làm cho cái tâm con trở thành tâm đại thiện đi rồi con lo làm chi nữa. Hiểu không? Hiểu không Minh? Con đi rình mấy cái đó làm chi cực vậy, rồi con nghìn ngã mạn, rồi một cái hình hầu cái con rình cái khác nữa, rồi con rình cái khác nữa, trời ơi, biết bao nhiêu thứ con ngồi con rình, trời ơi, con rình tới chừng nào. Mặc dù nó cũng là một cách nha, nó cũng là một cách thì nói rồi, nó cũng là một cách, nhưng mà thôi con, có cách gì mà nó cực quá vậy, cách gì mà nó cực quá vậy không? Mình chọn cách khác cho nó nhẹ nhẹ xíu đi, còn thời gian là mới khác nữa chứ, mình ngồi mình rình, ngồi thôi rình luôn kìa. Hiểu không? Thì cái cách là con dùng cái tâm đại thiện, bởi vì mình biết rõ là cái tâm đại thiện thì không có ngã mạn. Ngã mạn không thể đi kèm với cái tâm đại thiện được. Thì vậy thì giữ cái tâm cho mình luôn luôn là tâm thiện. Giữ cho mình luôn luôn nghĩ, luôn luôn nói lý tưởng thôi, làm gì làm được. Nhưng mà hễ bất kỳ một cái trạng thái nào là quay về thiện liền. Là mặc nhiên ngã mạn, ngã miết gì nó ngã ra hết trơn hả, nó không có ngã vô được. À, mà con ngồi con rình nó không là coi chừng á, qua si phóng vật á, con né được cái ngã mạn đó. Nhưng mà con qua si phóng vật cũng vậy hả, cũng vậy hả, có tốt hơn đâu. Hiểu không? Vậy thì con mô tả lại nguyên cái tiến trình đó đi, mô tả nguyên cái tiến trình này. Trong cái bối cảnh như thế nào, người ta hỏi như thế nào, rồi mình sẽ nên trả lời như thế nào. Nó phải là một tiến trình lận. Ví dụ như ai đó hỏi mình cái cách mà mình làm một cái gì đó này, kiểu kiểu ví dụ như ai đó hỏi mình
bài học ở đó sao vậy chẳng hạn vậy, Ừ. thì lúc đó mình Khởi lên cái ý niệm gì? thì thường nó sẽ trả lời là cái cách của tao học là gì nè, nhưng À, mà không không không, ý niệm trong khi đó. Ý niệm chứ không phải con nói như thế nào. Cái ý lúc đó con muốn cái gì? muốn trả lời cái câu Không, rồi, đó chưa được. Không phải là cái ý muốn trả lời cái câu hỏi, mà cái ý khởi lên là muốn làm sao cho cái người kia có sự được sự lợi ích. à. Đúng không? Khi người ta hỏi mình, người ta hỏi mình cái điều đó để người ta có sự lợi ích mà. À, mình khởi lên cái ý mình muốn nói sao để cho người ta có cái sự lợi ích gì điều này. Đó, cái đó đó, cái đó là thiện đó. Ồ. Ê, con khởi lên một cái ý niệm Tức thiện. là Ừ, nó dễ mà nó tự nhiên, nó rất là ăn cơm không phải ăn cái bàn, hiểu không? Hiểu không? Ừ, nó tự nhiên lắm, nó rất tự nhiên. ủa vậy cái chỗ mà mình ý mà mình trả lời cái câu hỏi của ta thì Ừ. bị bại như nào? Ồ, có thể à. Có thể là chưa chắc là nó đã tốt hoàn toàn rồi. Cái ý mà mình trả lời câu hỏi của người ta thì mình dính vô trong câu hỏi của người ta. Người ta hỏi mà gài bẫy mình, người ta hỏi móc mé mình, nó gì quạo, không trả lời. Hoặc là nghĩ này nghĩ kia, nó dính vô câu hỏi là mình chết rồi. Nhiều khi mình suy diễn nữa. Không nên dính vô trong cái đó. Hiểu không? Mấy quý vị khác có học bên cái tiết bên kia đó, tôi trả lời vậy quý vị có hiểu không? Ok. Mấy cái cách tác ý đó phải hết sức cẩn thận. Nó sai một ly là nó đi bụi luôn á. Ồ, hiểu luôn ha, quan hỷ, quan hỷ. Ừ. Hôm trước mình tới đâu rồi quý vị? Tôi thấy tôi có còn gạch một gạch ở đây nè. Bên cái ông Heidegger nè. Vậy như cái này xong rồi đúng không? Nửa tháng mình mới học lại cho nên thành ra nhìn nó lạ quắc à. Chắc quý vị cũng không nhớ đâu ha. Tôi đi từ chỗ gạch này đi. Những quan niệm đó khai triển tri thức chiêm ngưỡng trong trật tự tư tưởng Hy Lạp, đến từ suy tưởng về triết học. Một lý thuyết về cái thực là lĩnh vực biểu tượng khoa học hiện đại. Một lý thuyết về cái thực là lĩnh vực biểu tượng khoa học hiện đại, nhằm khai phá điều thực là cái gì con người ta có thể đo lường. Để nguyên cái này nó nói về cái gì? Nguyên cái này nó nói về cái tính khoa học ở trong cái hiện đại này, trong cái thời buổi hiện đại này, thì nó nằm ở cái chỗ là có thể được đo lường, có thể được đo lường hay là đo lường được. Ê, nó đo lường được, nó nhấn mạnh tới cái yếu tố đó. Ê, cái khoa học mà bây giờ người ta vẫn vẫn dính vô đó là gọi là cái khoa học thực nghiệm đấy, thì là những thứ mà có thể đo lường được. Cách thái biểu tượng của vật lý học ngày nay luôn luôn nhằm điều có thể viết một cái phương trình căn bản duy nhất. Đây, cái chỗ này là nó nặng cái tính toán này, toán cho vật lý đó. Có thể viết được một phương trình căn bản duy nhất. Ở đó xuất phát là những cái đặc chất của mọi vi tử sơ bản và lối biểu lộ của vật chất nói chung. À,
thì cái mong muốn của vật lý là nó đi khám phá về vật chất. Nó không à, mới đọc bên Gödel rồi hả? Siêu toán học. Ông Huber đó, Huber hay là Hilbert đó, thì ổng có muốn đi xây dựng một cái không gian toán học giải quyết được mọi thứ hết luôn đó, mọi thứ hết luôn, làm gì được ham. Gödel đập nát tan hết trơn, tội nghiệp, tội nghiệp ông già. Ngài về hưu và cũng là ngài cáo chung cái ý tưởng mà hết sức dữ dội của ông. Tính đo lường và khách thể tính của sự vật là những đặc tính khả hữu trong diễn tiến của hoạt động khoa học. Hai đặc tính đó chỉ thị tương quan chủ thể khách thể, hoàn toàn là một tương quan. Nói khác đi, lý thuyết không thể ra khỏi bản tính của sự vật. Nó không thể bao dung sự vật, bởi vì biểu tượng khoa học không thể bao dung hữu thể của bản tính, ngay khi khách thể tính của bản tính chỉ là một cách thể thiếu dấu rồi, để mà bản tính xuất hiện hiển nhiên. Chỗ này nguyên nguyên cái đoạn này nó lòng vòng nè, nói về mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể. Cái chỗ này nó gọi lại là cũng là một cái điểm mà nó tử nạn của khoa học. Tử nạn của khoa học là nói về cái tính chủ thể và cái tính khách thể trong khoa học đó. Thì bây giờ khoa học là ai? Khoa học là đứa nào? Khoa học là cái máy nào? Khoa học là con người. Khoa học là con người, tại vì con người làm khoa học chứ ai làm khoa học. À, mọi cái khoa học là từ con người đó, đó là chủ thể đó, đó là cái chủ thể đó. Và cái khách thể là cái đối tượng mà cái khoa học đó đi nghiên cứu, thì đó là khách thể đó. Giữa chủ thể và khách thể này nó có những mối tương quan nhất định, nó có những mối tương quan nhất định. Không biết quý vị có biết cái thí nghiệm mà người ta bắn mấy cái hạt á, bắn qua mấy cái hạt mà qua cái vạch á. À, biết ha, có được một bạn biết nè. Mà người ta cố ý, người ta đặt máy, người ta quan sát nó, nghe nó ra khác. Không quan sát nó ra khác. Nó chơi vậy đó, hay nó chơi vậy đó, gọi làm gì nó vậy? Người ta quan sát mấy cái hạt á, người ta quan sát mấy cái hạt á, mà mấy cái hạt nó chơi vậy đó. Mày quan sát hay mày quan sát tao ra khác, mày không quan sát là tao ra khác, nó chơi vậy đó. Để tìm quy luật đấy, để tìm đường đường nào, đường nào. Thành ra cái người ta bó tay tới đó, cái người ta bó tay. Quý vị đi tìm cái đó đi. Con rảnh tay đó, mình con đi tìm cái video đó quăng lên cho mọi người xem. Thấy mọi người im quá, chắc chưa ai xem quá. Mai là cũng có đứa xem ra, tôi ít nhất tôi nói cũng có đứa nó hiểu. Cho cái chủ thể và cái khách thể này đó là nó có tương quan với nhau, nhưng không có chắc đứa nào quyết định đứa nào đâu nha, không có chắc đứa nào quyết định đứa nào đâu. Thành ra cái này nó mới hay ghê gớm luôn, bên Phật học nó hay ghê gớm luôn, cái tính vô ngã. Nếu như mà có cái nào nó quyết định cái nào là hữu ngã đó, hữu ngã. Nhưng mà bây giờ vật lý lượng tử nó đi đến cái góc độ đó, bắt đầu mới thấy cái vô ngã, mà thấy cái chuyện là vô ngã mình. Và mọi thứ nó chỉ là những cái quy luật mà thôi, nó vận hành theo kiểu của nó, chứ không phải là theo cái ý của mình, hay nó vận hành theo kiểu của nó chứ không phải theo cái ý của mình, tại vì cái ý của mình cũng là quy luật. Là nó quay lại vòng tròn đó. Thành thử ra là quý vị nên nên trau dồi thêm các cái tri thức khác mà thuộc vào cái khoa học hiện đại bây giờ đó. Cái khoa học hiện đại thì nó bao gồm cả vật lý, sinh học lượng tử, vật lý lượng tử đó, hóa, các vật chất cơ bản rồi đó. Đấy, các chất cơ bản đó nó cũng là những cái đó, cho nên là tiếp thu thêm ha, tiếp thu thêm, thay thay vì mình nghe cái gì đó không có ích lợi thì mình nghe nghe những thứ này. Đấy, nó cung cấp thêm cho mình cái hiểu biết.
Thì từ cái từ khóa đó bạn đi tìm nha, đi tìm thêm nha, đi tìm thêm các cái thí nghiệm khác nữa của khoa học hiện đại đó. Giữa hình mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể trong trong khoa học. Vậy thì khi mà nói với cái tới cái yếu tố mà chủ thể trong nghiên cứu khoa học thì mình lại thấy là nó bị sai biệt dữ lắm luôn. Nó sai biệt dữ lắm luôn. Mỗi người họ có cái góc nhìn khác nhau, họ có cái ý muốn khác nhau. Thành ra nó dẫn đến cái kết quả nghiên cứu cũng sẽ khác nhau. Kết quả nghiên cứu cũng sẽ khác nhau dựa trên cái ý muốn khác nhau đó của mỗi người. Nè. Vậy thì cái thứ gì sẽ là cái thứ khách quan? Trời ạ, à, nó không biết được. Nó không biết được cái thứ gì là khách quan. Có cái gì gọi là cái khách quan hay không? Hay là mọi thứ đều là khách quan? Có cái gì là cái khách quan không? Hay mọi thứ đều là khách quan? Kể cả cái chủ quan cũng là khách quan. Quý vị có hiểu không ta? Quý vị có hiểu không? Ừ, sao giống như này tôi dạy con đứa vậy ta? ok nha, ok nha. Ừ, các bạn khác cũng phải 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 thời với lòng là hiểu nha. Ừ, chắc được chút. Ừ, được chút ha. Thấy cái chút nào mà thấy không được thì la lên nha con. Ừ, thầy không biết đâu thì giải. Trong cái chiều hướng đó, khoa vật lý học xét trong lĩnh vực vật lý học không thể nói gì về chủ thể vật lý học. À, khoa vật lý học xét trong lĩnh vực vật lý học không thể nói gì về chủ thể vật lý học. Hiểu không vậy? Hiểu câu này người ta nói không? Xét ở góc độ của vật lý. Chủ đề xin lỗi. Chủ đề. Trong chiều hướng đó, khoa vật lý học xét trong lĩnh vực vật lý học không thể nói gì về chủ đề vật lý học. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao khoa vật lý học xét trong lĩnh vực vật lý học thì không thể nói gì về chủ đề vật lý học? Nó đụng trở lại nãy trên nè, nãy trên mới nói luôn đó. Đụng tới ông Gudel đó, ông Gudel. Vật lý học thì nó mù về chính nó, mà mù về chính nó là mù gì? Mù về bản thể của chính nó. Thành ra nó mượn của anh ta không à? Nó mượn không à? Nó mượn của anh ta để mà nó mô tả về chính nó, chứ nó không có cái gì để nó mô tả về chính nó. Về bản thể nó là nó mù mù chà, mù tịt hết trơn luôn. Và nó mượn toán đúng không mày? Nó mượn toán để mà nó mô tả về chính nó. Thành thử ra là bắt buộc nó phải sử dụng một chất liệu ngoài nó để nói về nó. Đó, cái này là chỗ mà ông Gudel ông nói hoài luôn cái chuyện đó đó. À, quý vị được chỗ này không? Được chỗ này không? Chắc là vật lý không thể, không thể tự nói về chính nó được. À, thành ra một cái hệ tư tưởng đóng và khép kín đó thì nó sẽ bị mâu thuẫn, nó sẽ bị mâu thuẫn. Và để chỉ ra được cái mâu thuẫn đó thì mình phải nằm bên ngoài cái hệ đó, mình mới chỉ ra được cái mâu thuẫn đó. À. À, bản chất khoa học của vật lý thì khi mà con hỏi như vậy người ta phải hỏi con lại là vậy thì bạn muốn biết cái khoa học mà của bạn đó là cái khoa học kiểu nào, đặng tôi trả lời cho nó phù hợp với cái khoa học của bạn. Đó, tại vì sao vậy? À, tại vì vốn dĩ, à, tại vì vốn dĩ cái chữ khoa học đó là mỗi người cũng hiểu khác nhau nữa. Vốn dĩ cái chữ khoa học đó mọi người cũng hiểu khác nhau nữa, được không? Vậy thì nếu như thông thường đó là người ta hiểu khoa học của vật lý là cái gì có thể kiểm tra được bằng đo đạc. Thường thường người ta hiểu bản chất khoa học của vật lý là vậy, thì có thể kiểm tra được bằng đo đạc. À, nhưng mà người ta vẫn tranh luận về cái khái niệm khoa học đó, người ta vẫn tranh luận về khái niệm khoa học đó. Tại sao phải là như vậy? Tại sao phải là như vậy?
Bây giờ tôi không đo mà tôi biết được không? Bây giờ mà tôi không đo mà tôi biết được không? Đó, rồi bắt đầu cái đứa kia nói không, vậy không khoa học. Thì cái khoa học của du chứ khoa học của tôi là khoa học thể nghiệm, không phải là khoa học thực nghiệm. Mà bây giờ du bắt tôi theo du thì tại sao du không theo tôi? Đó, nó chết vậy đó, nó chết vậy đó. Hiểu chưa? Nghiên cứu các quy luật. Ủa, vật lý nó đâu có đi nghiên cứu các quy luật đâu con. Nó toàn là nó đo không à, mấy cái quy luật mà con biết đó nó đều nó đo được hết. Bằng cách này hay cách khác. Ha, bằng cách này hay cách khác. Con đụng vô vật lý là có đơn vị đo. Con đụng vô vật lý là có đơn vị đo. Không, điện có đơn vị đo. Ánh sáng có đơn vị đo. Chiều dài có đơn vị đo. Diện tích có đơn vị đo. Trọng lượng có đơn vị đo. Đụng đâu là đo đó, đụng đâu là đo đó rồi, vậy đó. Vậy à, đến cái bản chất của nó biến đổi tùy người. Cái bản chất nào con? Cái bản chất nào mới được? Thường 1 cm về bao nhiêu? Ừ, không phải là biến đổi tùy người, mà cái chữ khoa học con phải hiểu nó là một cái hệ tiêu chí để xét. Một cái hệ tiêu chí để xét. À, giống như cái chuyện như là con nói về cái từ đẹp vậy đó. Đẹp, chuẩn đẹp của con là gì? Con xét ra tiêu chí. Ha, ví dụ như con xét cái người mà được được dung gọi là đẹp đó là phải cái người là cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, vân vân. Còn nhưng mà có đứa khác đó, là lấy cái chuẩn đẹp của nó là phải khôn như thế nào. Thí dụ vậy. Hiểu không? Hiểu không? Thì ở đây cái chuẩn về khoa học cũng như vậy. Khi mà người ta ta học đến một mức độ đó cái người ta thấy không được rồi, mình phải có một cái bộ chuẩn mới được, phải đảm bảo như vậy chứ thôi nghiên cứu nó tràn lan hết trơn à, nghiên cứu nó tựa lưa hết, cái ông lên đồng lên bóng vậy đó, ông cứ nói trời ơi tôi nghiên cứu ha, tôi cũng đóng góp vào trong tất cả thế giới này sự hiểu biết rồi, mấy ông tướng sở học rồi đó, cái ông nói nhìn đầu người ta cái ông biết được trời không gì 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 vậy ha, cái những cái người mà người ta có hiểu biết đó người ta kỳ quá nghe không được nha, thấy có cái gì nó sai lắm nha, bây giờ phải tiêu chuẩn thôi, phải lập tiêu chuẩn thôi, không có cách khác được. Giờ là giờ thỏa mãn gì thì tôi mới công nhận là khoa học nha, còn không không thỏa mãn gì tôi cũng chịu à. Cái ông khác sao, ông khác ông cũng nói y gan vậy đó con, ông khác không của tôi là phải gì nè, tôi về tôi mới chịu khoa học nè, không phải như vậy là không có khoa học đó. Rồi cái ông khác cũng cũng tiếp nữa, rồi mỗi ông cười mỗi kiểu vậy đó, mỗi ông kiểu vậy đó. Vậy hả, cái thành ra nó hầm bà lặng, nó hầm bà lặng luôn, rồi mỗi ông mỗi kiểu, thì cái đời sau của mình nó không biết ông nào hết, thành ra mình cũng trở thành một kiểu. Mình không biết ông nào hết thành ra mình cũng trở thành một kiểu, cái rối nùi, cái nó rối nùi, thành thử ra cái khoa học của Việt Nam của mình nó mắc cười lắm, cái khoa học Việt Nam mình nó mắc cười lắm, ai cũng muốn khoa học gì khoa học. Kêu bị ngu. Đó, thì nó đụng vô cái khái niệm khoa học nó vậy á, đụng khái niệm khoa học để nó mệt mỏi đó. Ừ. Rồi lại có những cái mà người ta muốn nó khác đi, ví dụ như tôi nói cái hệ tư tưởng của Liên Xô nè, cái hệ tư tưởng của Liên Xô nó lại khác á, mà nếu mà các bạn học ở trường thì các bạn sẽ được tiếp xúc cái hệ tư tưởng của Liên Xô. Cái hệ tư tưởng của Liên Xô á, thì khi mà nhìn về khoa học á, thì nó không phải giống như cái cách mà tôi mới vừa nói các bạn. À, cái cách mà tôi nói vừa nói các bạn đó là cái nét tư duy của trời Tây, của dân Âu Mỹ á. Dân Âu Mỹ mà quý vị được biết như là Bacon, rồi Galileo, rồi Newton, rồi đó đó ha, đó tất cả các cái bộ cái hệ thống khoa học đó. Nhưng mà cái cách nhìn của Liên Xô về khoa học nó lại khác. Mà ở ở trong room này có bạn nào mà học cái môn về khoa học đó, cái môn nào mà nghiên cứu khoa học ở trên trường đại học đó, hay là các bạn được tiếp cận góc độ khoa học theo kiểu của Liên Xô. À, tiếp cận khoa học theo kiểu của Liên Xô nó khác lắm. Thì người ta định nghĩa khoa học theo một cái kiểu như là một cái hệ thống, một cái gì đó mà nó có tính, nó không phải là có tính nữa, đấy, nó cũng không có gọi là cái tính chất nữa,
mà nó chỉ gọi là một cái cục ế bà binh đó thôi. Vậy là khoa học đó. Vậy là khoa học đó, mà không phải vậy là không phải khoa học đó. Thành ra là không thể xét được mà phải theo mẫu. Không thể xét được cái tính khoa học mà phải theo mẫu. Phải theo mẫu của nó. Và cái mẫu nó thì nó lại bị lệ thuộc vào trong cái ý thức hệ. Cái mẫu nó lệ thuộc vào trong ý thức hệ. Thí dụ như mà các bạn sau này các bạn bên sinh viên các bạn đi làm luận ấy, chẳng hạn, thì hầu như mày đòi hỏi các bạn cái tính khoa học hết đó. Chả ai đòi hỏi các bạn cái tính khoa học cả. Mà người ta đòi hỏi các bạn cái gì? Cái tính giống mẫu. Nên giống cái mẫu không? Giống như cái mẫu mà nó đã có trước đó. Nó giống như cái mà người ta đã được công nhận không? Thường là nó vậy. Thường là nó vậy đó. Không biết ở trong room này có anh chị em nào mà có làm cái đó chưa, có đụng chạm mấy cái đó chưa? Ai mà tiếp cận theo kiểu của Liên Xô thì nó vậy. Hay không? Ai mà tiếp cận kiểu Âu Mỹ ấy, thì nó xét cái tính chất, tức là các cái dấu hiệu nội hàm để đảm bảo vậy đó. Không có làm hả? Hỏi hay ha, khoa học mà theo mẫu rồi sao phát triển được ha, cho nên thành ra Liên Xô nó sụp rồi đó con. Con hỏi một câu quá trời chí lý ha. Ủa, không cần làm luận đi ra trường hả? Học thay thế ra được luôn hả? Cái đó hình như tự chọn. Tự chọn, có muốn chọn làm, chọn chọn không không. Thì bản chất của khoa học không phải như vậy. Ha, bản chất của khoa học không phải như vậy. Mà bản chất của khoa học là cái gì thì các bạn học rồi. Các bạn học rồi các cái tính chất của khoa học đó. Nhớ không vậy ta? Nhớ không? Nói đụng vô bốn tính chất của khoa học là phải nhớ liền. Ok. Đó, rồi. Là cái tính chất ha, là khi mà mình làm một cái vấn đề gì, một cái nghiên cứu nào đó, mình căng trên cái tính này để mình xét nó là có khoa học hay không, khoa học tới đâu, khoa học tới đâu, hiểu không? Còn nếu mà không có cái tính chất để xét á, trời ơi, nó chung chung và nó mơ hồ dữ lắm, chung chung và mơ hồ. Ai có quyền thì người ta cho nó đúng thôi, thì ai không có quyền thì xem như là nó sai. Tất cả những điều vật lý học nói tới chỉ nói bằng ngôn ngữ của vật lý. Nếu vật lý học không là đối tượng khả hữu của một kinh nghiệm vật lý học nói chung, phải cần tới suy tưởng như một trả lời cho ra tra hỏi về những nền tảng khoa học. Nói chung phải cần tới suy tưởng như một trả lời cho tra hỏi về nền tảng khoa học. Tức là sao? Tức là thông qua chủ thể. Chủ thể có cái ý niệm và chủ thể dùng ý niệm đó để suy nghĩ, để trả lời. Được không? Còn mà vật lý á, thì nó không thể làm được điều đó. Nó chỉ có cái ngôn ngữ của vật lý thôi. Nó đâu phải ngôn ngữ của con người. Thành ra con người phải đọc cái ngôn ngữ của nó để mà con người trả lời cho nhau hiểu. Trật quốc chỗ đó rồi đó. Chỗ đó là chỗ chất quốc rồi đó. Ha. Người ta dùng cái chữ suy tưởng, thật ra nó chỉ là những cái ý nghĩ thôi con. Cái ý nghĩ, ý niệm đó. Và dùng chữ suy tưởng này thì nó rất là hợp lý luôn. Là cái suy là nó là 50-50 rồi. Cái suy là nó 50-50 rồi. Tại vì có thể là suy diễn. Nhưng mà cái tưởng cái đứa lên trớt dữ nữa, tức là nó đúng cỡ chừng 25% mà. Còn phần trức quốc của nó tới 75% là giống như ông triết gia không suy tưởng không à. Chính vì thế năm 1958 nhà bác học Heisenberg
Heisenberg đó, trong một bài diễn thuyết ở hội nghị quốc tế tại Geneva, đã nói đến nền tảng của triết học khoa học. Nền tảng của triết học khoa học, tức là bây giờ triết học lấy cái thằng khoa học làm đối tượng để suy nghĩ. Ha, triết học lấy thằng khoa học làm đối tượng để nó suy nghĩ. Nó nhìn, nó ngó, nó nghía, nó coi sao khoa học. Bây giờ tôi là phải suy nghĩ về anh thôi, anh sao anh mới là khoa học. Đấy. Những vấn đề rất tổng quát đã bắt đầu buộc các nhà vật lý học đề cập lại vấn đề nghiên cứu những tra hỏi triết lý nền tảng. À, tức là đem triết học vô. Thì bây giờ cũng có một cái gọi là triết vật lý á, triết vật lý à, hay là triết học của khoa học tự nhiên á, nó cũng có cái đó. Đấy. Mà những cái đó thì nó không có phổ biến, người ta không biết, nó kiểu như là chuyện thâm cung bí sử vậy đó. Còn cái mà người ta biết được đó là tiếp cận ở cái bề nổi của tảng băng thôi ha. Còn cái phần chìm nó mênh mông chứ chả ai biết, chả ai biết. Tại vì những cái đó thì chỉ có dân chuyên ngành nó mới biết thôi. À, chuyên ngành nó mới biết. Còn mà phổ thông thì không biết gì cả. Được không? Được không? Hồi nãy giờ học có bị nhức đầu lắm không? Tôi hướng dẫn mấy cái này mà tôi sợ lắm, sợ bệnh ngủ hết trơn rồi. Sợ bệnh ngủ. Thức nghe, thức nghe. Còn thức lại vui rồi. Vậy thì cũng nhân cái thằng nói về khoa học này. Cũng nói về khoa học này để tại các bạn cũng chuẩn bị có hội hội thảo hội nghị khoa học nè. Hội nghị khoa học vậy thì á là nghiên cứu khoa học là làm gì? À, nghiên cứu khoa học là làm gì? Giờ mình có đang làm nghiên cứu khoa học không? Hả không? Đó, mình nghiên cứu đó, mình kia mình có khoa học không? Giờ mình phải biết cái đó đó. À, biết cái đó chắc là một ngày đẹp trời nào đó cũng sẽ có một cái môn hướng dẫn đó, hướng dẫn nghiên cứu học liên ngành. Thì cái bản chất của nghiên cứu học nó là gì? Để đi trả lời câu hỏi tại sao, hoặc là những cái câu hỏi tương tự như vậy cho một vấn đề mà nó thắc mắc. Cái gì mà nó thắc mắc đó, à, cái nó hỏi, tức là nó có hoài nghi á, cái sự hoài nghi khoa học đó nó sinh lên, rồi xong người ta mới đi giải quyết đó, người ta mới đi giải quyết đó, đi tìm mọi cách để trả lời cái câu hỏi đó. Thì lúc này người ta tiến hành nghiên cứu, người ta tiến hành nghiên cứu, mà người ta tiến hành nghiên cứu thì phải có cách làm nữa không, phải dựa trên những cái cách để mà người ta làm, thì cái cách đó gọi là phương pháp nghiên cứu. Nhớ không? Cái phương pháp nghiên cứu. Và sau khi mà ta dùng cái phương pháp đó để tiến hành các hoạt động nghiên cứu đó, cái người ta thu được kết quả, cái người ta trả lời được cái câu hỏi mà người ta đặt ra ban đầu. Đó, cái quá trình đó là quá trình nghiên cứu khoa học đó. Nó vậy á. Hiểu không? Hiểu quá trình nghiên cứu khoa học không? Hết sức đơn giản à. Vậy thì cái chỗ đó nó mới lòi ra. Khi hội nghị thôi. Cái chỗ đó nó mới lòi ra. Nó lòi ra cái vấn đề là sao biết mấy cái phương pháp dù làm là đúng? Sao dù biết mấy cái phương pháp đó đó dù làm rồi cái nó ra kết quả được, cái kết quả đó tin được. Đó, hỏi cái hỏng cẳng liền. Hỏi cái hỏng cẳng liền. Cái thế là người ta mới chế ra một cái để mà lắp được cái hỏng cẳng đó. Nó gọi là phương pháp luận nghiên cứu khoa học. À, phương pháp luận. Phương pháp luận nó sẽ làm nhiệm vụ gì? Nó đi giải quyết cái chỗ mà người ta hỏi đó, mấy cái phương pháp đó làm sao tin cậy được để đưa ra kết quả. À, mà toàn là mấy ông triết gia đặt câu hỏi không đó quý vị. Mấy ông chiếc khó chơi lắm vậy đó. Cậu ông hỏi vậy đó, ông hậu chờ hỏi vậy đó. Không ai trả lời được không? Không trả lời được dẹp. À,
có cái phương pháp luận của phương pháp luận. Phương pháp luận của phương pháp luận ấy là nó nằm ở cái ý thức hệ rồi con. Ha, nó nằm ở cái ý thức hệ rồi. Nó là phương pháp luận của phương pháp luận đó. Vậy thì cái chỗ đó nó mới lòi ra. Ồ, không có ông nào hỏi hết trơn á, ông nào hỏi tại đụng thượng đế đó con. Đụng thượng đế nên không ông nào hỏi hết trơn á. Thì mình hỏi ha. Thì mình hỏi, mình ở đây mình đâu có chơi với tạp chí khoa học mình công bố quốc tế đâu, mình sợ mắc gì mình không hỏi. Hỏi hết, hỏi ráo trọi hết rồi. Người ta không có nói ý thức hệ con, tại vì người ta tránh né, người ta tránh né à, người ta tránh né. Quý vị mà nhớ đó, cái triết lý giáo dục mà có lần tôi dạy bên cái lớp E đó, nó là cái nó xuất phát gốc của nó là gì, một hệ thống niềm tin, các bạn nhớ không? À, nó xuất phát cái gốc nó là một hệ thống niềm tin, rồi bây giờ lấy cái đó ra nói hả? À, lấy cái đó ra nói rồi chết nữa, rồi cự nhau không có đường ra luôn. Lấy cái đó ra nói rồi làm sao sao viết sách bán, lấy cái đó ra nói làm sao nói với giới sinh viên đây. Trời ơi, nói về niềm tin rồi bắt đầu nói vỗ ngực, nó bảo tôi tin khác ông, rồi xong dẹp khỏi nói nữa. Rồi khỏi nói nữa, nó phát xuất từ một một số các niềm tin cơ bản. À, nó phát xuất từ một số các niềm tin cơ bản. Thành thử ra là khi mà không có cái nhìn nó hệ thống mà thấu đáo từ cái gốc rễ đó, là quay đến một cái mức độ tối sơ của cái nền học thuật phương Tây là nó nát bấy liền, là nó nát bấy liền, nó như vậy đó. Mà thường người ta không có đi tới đó, các bạn yên tâm nữa, mà các bạn học bên trường á, lên đường đi học rồi đó, tao có đi tới đó này. Người ta rớ 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 cái ngoài không à, cái này người ta có danh tiếng rồi, người ta có danh tiếng, người ta thấu vô tới trong ruột chứ. À, có đi luận về niềm tin không? Thì thật ra thì nó cũng có, thật ra thì nó cũng có là mình thần học đó, thần học thì nó đi luận về niềm tin, về mặc khải, về thượng đế, về cứu cánh. Đó là bên thần học á, họ làm đó. Nhưng mà vấn đề là chỗ là họ đã tin rồi, con hiểu không? Vấn đề là họ đã tin rồi, cho nên thành ra họ lấy cái tin rồi họ đi giải thích cái người ta đang hỏi về niềm tin. Trời đất ơi, trời. Vậy đó, nó vậy đó. Thành ra cái chỗ này nè các bạn ha, nhìn cái góc cạnh đó quý vị, qua qua Phật học có bắt đầu mới mê ly nè, quê mê ly rùng rợn nè. Qua Phật học là không phải dựa trên một cái là đã là tin rồi để giải thích. Vậy cho nó dựa trên cái gì? Nó dẹp hết trơn luôn, nó dẹp hết trơn luôn, không còn một cái gì luôn. Nó là gì? Vô ngã là tin cái gì? Rồi vô ngã là tin cái gì? Phải phát xuất từ một cái không phải là niềm tin mới có thể giải thích cái niềm tin. Mình mà phát xuất từ cái niềm tin đi giải thích niềm tin thì thôi chết rồi, chết rồi, tay nó chết chỗ đó đó, nó ra không được. Nhưng qua Phật học vô ngã nó mới giải thích được cái niềm tin. Còn nếu như mà từ một cái niềm tin mà nó giải thích một cái niềm tin thì cái niềm tin sau là cái niềm tin mà nó đi theo thôi đó. Hiểu không? Hiểu không? Đường nào đó nhìn thấy không? Phật học là mê ly rùng rợn luôn. Còn dính ngã nên còn tin theo cái kiểu mà họ tin đó. Thành thử ra là dùng niềm tin để giải thích niềm tin thì mãi mãi không bao giờ đi ra được hết, nên nó vòng vòng một vòng luôn à. Vô ngã, cái lý thuyết về vô ngã mới chỉ cho người ta được tại sao người ta tin. Là giống như nãy ký nó hỏi trên đó, đó là một trạng thái của tin, tức là tin do dính mắc cái được trao truyền thế hệ trước qua thế hệ sau, vân vân. Đúng rồi, còn cái sự thật thì nó là như vậy. Ủa, tin chí thì tin không tin nó dính dáng nhau, nó là nó là vậy đó. Ha, bên bên Phật học nhìn nó là nó là vậy đó. Ha, tính tính không quan tâm, không có quan tâm cái chuyện mà vô tin hay không tin gì chứ, nó vậy thì nó vậy đó. Đó đó là cái vô ngã trong Phật học.
cho nên phải dùng cái đó ha. Nếu như mà nói về cái gốc là phương pháp luận á, như phân tích phương pháp luận là giống như nãy giờ tôi làm cho quý vị đó. À, để tôi chứng minh cho quý vị thấy rằng là phương pháp luận của Phật học á, nó vượt lên trên cái phương pháp luận của cái lý thuyết học thuật phương Tây, à, mà dựa trên nền tảng của tư tưởng của Gödel khi mà đánh giá một cái hệ tư tưởng. À, hiểu không ta? Ổn ha. Nó sẽ quần 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 vô vậy đó, nó quần 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 vô, nó nhiều khi bển bển nghe xong nhức não. Tại nó hay. Tại nó hay. ổn ha. Nghĩ ra mấy mê ly rùng rợn chứ. Tùy theo vấn đề đó mình. Tùy theo vấn đề. Thí dụ như khi mà nói về cái vấn đề niềm tin thì đó là cái đường ra. À, đó là cái đường ra của cái niềm tin. Nhưng mà nếu như con vô cái chỗ khác ra thì lại lụm cái chỗ khác ra. ổn ha. Nói tột cùng của niềm tin này còn gì nữa đâu, hết rồi, qua khỏi luôn cái niềm tin rồi còn gì nữa. Rồi nói về cái chánh tín thì bắt đầu trở lại về cái chánh tín nè, cái chánh tín hay là bát chi thánh đạo đó, đúng không? Đó là gì vậy? Đó là sự thực hành đạo. Đạo là con đường đưa đến đâu, đưa đến giải thoát giác ngộ. Khi mà mình thực hành con đường đạo đó là mình thực hành để mình chấm dứt cái sự khổ đau. Nó có đích đến, nó có đích đến. Đó không phải là một cái lập luận hay là những cái sự tranh qua tranh lại, mà nó là sự thực hành. Nó là sự thực hành. Vậy thì chánh tín nó là gì? Tin vào cái điều mà nó có thể giúp cho mình đạt đến được cái đích đó, đặt cái đích cùng tột đó, để mà mình đi được tới đó. Mình đi được tới đó rồi thì bỏ nó đi. Mình đi được tới đó rồi thì bỏ nó đi. Hiểu không? Hiểu không? Mình chưa đi tới đó thì mình phải vịnh á. Vịnh nó giống như là mình đi qua sông vậy đó. Mình cần đò. Mà qua sông rồi đừng có mang cái con đò theo. Phải không? Chả để đi dưới sông như người ta đi nữa. Đem theo làm gì? Đấy, nó tương tự như vậy. Thì bát chi thánh đạo thực hành để đưa đến cái đích nó như vậy đó. Thành ra bát chi thánh đạo không phải là một hệ lý luận ha, bát chi thánh đạo không phải là một hệ lý luận để luận giải cái gì hết, nó không phải dùng để luận giải bất kỳ một cái gì hết đó. Mà nó là công cụ để thực hành để mà mình đi trên con đường đạo. Mà chánh tín không có trong mấy. Nó nằm hết ở trong cái chi luôn, tất cả luôn. À, nó nằm hết trong bát chi thánh đạo luôn. À, cái thằng tín á, nó nằm trong bát chi thánh đạo đều phải có hết luôn. Nếu như á, mà thực hành bát chi thánh đạo mà không có thằng chánh tín là nó chết ngắt liền. Tức là giống như nãy thì nói đó, nó không đi đến đích. Nó không đi đến đích. Tức là nếu không có chánh tín thì thực hành bát chi thánh đạo đó nó chỉ là một sự luận giải thôi, rồi tranh qua tranh lại, chứ không phải là sự thực hành để đi đến đích. Hiểu không? Hiểu không? Vậy có cái gì để luận giải cho bác chi thánh đạo không? Thì toàn bộ cái hệ tư tưởng của Phật học là để luận giải cho bác chi thánh đạo. Tất cả những gì Đức Phật dạy là để thực hành mà. À, là để thực hành mà. Ngày đến đâu phải để đem thêm lý thuyết, để đem thêm thuyết nọ thuyết kia. Ngày đến để chỉ cho người ta con đường thoát khổ đó, thoát được thoát khổ là tám chi đó đó. Và những cái khác là những yếu tố nằm trong đó. Còn mà muốn đi mà luận giải ha, còn nếu mà muốn đi luận giải chứ không phải đi thực hành thì qua siêu lý hả, thì qua siêu lý. Nhưng mà cái mong muốn vẫn là cái sự đi thực hành,
sự luận giải đó để rõ, để mà thực hành, chứ không phải luận giải chơi cho vui ha. Không phải luận giải chơi cho vui, cho mình thấy được ha, đó giống như này chỉ ra được ha, khoa học nó bị bất toàn này kia, vui vỗ tay bẹp bẹp. Rồi cái mơi cũng vậy à, rồi cái này vui đó, cái mơi cũng vậy. Rồi bao nhiêu những cái thói hư tật xấu thì không sửa tốt đúng thì không học, nó vô ích, hiểu không? Thì Đức Phật không có khuyến khích cái chuyện đó, không khuyến khích cái chuyện mà đi luận giải rồi không ích lợi gì cho mình hết, ngài không ủng hộ cái chuyện đó. Thành ra ngài hé hé mấy cái lý luận à, còn mà cái thực hành là ngài bùng hết cho thực hành. Lý luận ngài hé hé. Trở lại tra hỏi triết lý về khoa học. Một số nhóm những vấn đề đã được nhắc nhở dựa vào khám phá lý thuyết của Planck. Nhóm thứ nhất đặt vấn đề bản tính của vật chất. Rồi đụng nữa. Rồi quý vị thấy mà hễ mà nó vô cái gì mà vô trong cái nguồn cội đó là Iran bổng cũ soạn lại. Còn mà ở cái cấp độ của hoa lắc cành á thì nó còn nhiều nha, trời ơi, nó còn màu sắc đồ đẹp đẽ đồ phân ra nọ kia vô bản thể cái trời ơi chán, tại sao vậy, trong ruột nó chơi riết chán rồi. Đấy. Nói về vấn đề bản tính của vật chất tương tự với vấn đề vốn được bàn cãi trong triết học thượng cổ Hy Lạp, làm thế nào có thể đưa về những nguyên lý đơn giản và làm cho hiểu được tính biến ứng của những hiện tượng xảy ra trong vật giới. Đó, nó luôn luôn muốn ha, luôn muốn biết tất cả những cái thứ đó, biết được tất cả những cái thứ đó, nhưng mà vốn dĩ là cái nó chưa có biết được là cái biết nó như thế nào ha, nó muốn biết hết tất cả mọi thứ nhưng mà nó chưa có biết được cái biết nó như thế nào, nó muốn cái gì được. Làm thế nào đưa đơn giản, nhóm vấn đề khác đặt trên nền tảng tri thức luận nhằm nhận biết làm sao có thể khách thể hóa điều ta quan sát trong thiên nhiên. Đụng tới tri thức nữa. Vậy tri thức là gì? Tri thức là gì? Bảo là nay ta trao truyền các tri thức, tôi trao truyền tri thức cho vui. Tri thức là gì? Vậy thì tri thức có phải là thính âm không? Có phải là thính âm không? Vậy tri thức có phải là ký hiệu không? Đây nó lòi ra. Và có cái môn mà nghiên cứu rồi đó. Cái môn mà nghiên cứu vậy đó. Đó là gì? Đó là tri thức luận. Những lập luận về những vấn đề về tri thức. Tri thức là cái gì? Tại sao mà Du nghe cái đoạn thính âm này, cái Du nói Du biết được là Du có tri thức rồi. Du nghe đoạn thính âm khác, Du nói Du không có tri thức. Rồi cùng một cái đoạn thính âm thôi, đứa có tri thức đứa học. Ủa tri thức nó trốn ở đâu vậy? Sao nó không ra đi, nó không lú ở bản mặt nó ra? Mà sao mà nghe cùng một đoạn thính âm mà đứa này đâu có tri thức, đứa kia nó lại không? Đó, bên tri thức luận người ta quan tâm mấy cái đó đó. Người ta đi nghiên cứu cái đó, người ta tìm hiểu cái đó. Quý vị thấy nó đầy đủ hết, đầy đủ các khía cạnh ha, hết sức là màu sắc ha. Thì ở cái góc độ Phật học á, thì cái vụ mà tri thức luận này nè, nãy giờ tôi nói với quý vị đấy, nó nằm ở trong tục đế, nó nói về danh chế định và nghĩa chế định đó. Nói về danh chế định và nói về nghĩa chế định đó, đó là nó nằm ở trong tục đế. Đó là cái thứ mà quý vị nghe hay là đoạn hình ảnh quý vị thấy, nó là danh chế định, nó là danh chế định, hiểu không? Và cái đó nó ráp cho tới một cái ý niệm nào đó, một ý nghĩa đó là nghĩa chế định, nó là nghĩa chế định. Vậy thì cái tri thức tức là cái gì? Vậy thì tri thức là cái gì? Tri thức là cái cảnh pháp của cái người người ta chuyển cho quý vị á. Tri thức là cái cảnh pháp
của cái người mà người ta chuyển cho quý vị á. Tri thức là cái cảnh pháp của cái người đó đó, xong cái người đó mới dùng cái tâm biết cái cảnh pháp đó đó mà chuyển ra thành ra cái hành vi, cái lời nói ha, trở thành cái cảnh cho du du nhận. Hiểu hiểu cái quá trình đó không? Mà tay nó không có biết cái đó. Vậy họ cái cảnh pháp ở trong cái người đó à, vậy thì nó đòi hỏi phải có cái người đó có cái tâm biết cái cảnh pháp đó. Cái tâm biết cái cảnh pháp đó. Trời ơi, phân tích ra nó sai chặt tùm lum hết trơn luôn. Nó sai chặt tùm lum hết trơn trong khi đó luôn. Thành ra tri thức nó bị biến đổi trong quá trình truyền trào. Nó bị biến đổi trong quá trình truyền trào. Nó bị thất lạc. Nhận rồi sao người biết người không? Nhận người sao người biết người không? Đó thì vấn đề nó làm cái tiếp ở chỗ là gì? Cái tâm cái người nhận nó lệ thuộc vào cái tâm của cái người nhận nữa con. Cái tâm của cái người nhận chứ đâu phải là ủa người ta đưa cái bên bển là cái thùng trống vậy cái nó rớt vô trống vậy đâu, đâu có. Ở bển dùng lại cái cơ chế đó nữa, tiếp tục cái cơ chế đó là cái bên kia dùng cái tâm để biết cái thanh âm, dùng cái tâm để biết cái thanh âm của cái thằng bên đây nó truyền qua. Mà bây giờ nó dùng cái tâm tào lao thì làm sao mà nó biết? Nó dùng cái tâm tào lao làm sao mà nó biết? Cái đó đó, cái đoạn thanh âm đó nó gắn với một cái nghĩa chế định. Được không? Cái đoạn thanh âm đó, qua bên kia nó gắn với một cái nghĩa chế định. Mà cái nghĩa chế định đó đó là được cái tâm nó chọn ra để biết. Mà bây giờ cái tâm tào lao nó chọn cái nghĩa tào lao nó ráp vô này nên nó biết tào lao. Thế cũng cái chuyện đó thôi mà đứa này nghĩ trời ơi, hai ổng chửi mình nè. Đó. Mà có đứa đó nó trời ơi, ổng góp ý để mình sửa được cái này nè, rất là hoan hỷ. Thì sao? Cái tâm nó quyết định. Chứ cái tri thức luận gì? Hiểu không? Còn cái mà mình nhớ lại thì cái gì nó làm cái nhiệm vụ lưu trữ để mà mình nhớ, thậm chí bắt đầu tới rồi bên tay nó còn không biết cái đó, mãi cho tới khi máy tính điện tử nó phát triển lên bắt đầu nó mới ý niệm về cái chuyện đó, cái trí nhớ. Nó có đề cập tới trí nhớ. Quý vị mà đọc lại tất cả những cái tài liệu triết cổ quý vị sẽ không bao giờ tìm thấy cái trí nhớ được đề cập tới, không ai nói gì cái trí nhớ hết á. Cái trí nhớ đâu mà có. Cái trí nhớ ở đâu mà có? Người ta có giải thích cái trí nhớ ở đâu mà có không? Mãi cho tới tâm lý học sau này, thế kỷ thứ 18 rồi đó, bắt đầu nó mới bay vô, nó tìm hiểu về cái cơ chế để mà nhớ. Mà các bạn học tâm lý hàng năm, là có một số ông đó, cái biểu đồ gì đó, biểu đồ nhớ gì đó, nhớ không? Cái biểu đồ gì đó, tôi quên tên này. Cái biểu đồ gì đó. Mà cái biểu đồ đường học tập gì đó. Đó. Thì đó, mãi tới sau này người ta mới sấn vô để người ta nghiên cứu rồi đó. Người ta tìm coi cái trí nhớ nó là cái gì và cái quá trình nhớ nó nhớ làm sao và nó lưu được bao lâu là bla bla đó. Sau này người ta mới dấn vô. Sau này người ta mới nhấn vô nữa. Còn mà hồi cái thời trước đó thì bên Phật học đã nói về cái trí nhớ đó rồi. Cái trí nhớ đó đã nói rồi. Cái trí nhớ nó nằm ở trong cái vai trò của thằng sở hữu tâm đó. Là thằng tưởng nó làm nhiệm vụ đó. Sở hữu tâm đó nó làm nhiệm vụ nhớ, nó lưu trữ giống như cái bộ nhớ rồi đó. Và tưởng nó mạnh thì nó nhớ được nhiều, và bởi vì nó nhớ nhiều thứ nó hỗn độn ở trong đó, nó hổ dung á, cho nên thành ra nó dễ sai, nó không có phân biệt được là nó sai, nó hào hào giống nhau đó. Mà cái tâm ngu dốt mà nó lên lấy mấy hào hào giống nhau ráp tầm bậy trớt quớt ha, mà cái tâm mà nó sáng suốt đó thì nó lấy mấy cái thứ đó nó phân biệt rạch rồi đó, nó vậy đó. Thế không thì cái bộ nhớ nó cũng vậy đó. Nếu như mà mình đang sáng suốt mở đúng cái file lên, đúng cái thông tin mình cần. Không thì sao, mình đang buồn ngủ đó, mở tào lao lên không trúng. Nó tương tự như vậy. Thì thằng tưởng nó làm nhiệm vụ là ghi nhớ. Tưởng nó làm nhiệm vụ là ghi nhớ. Được cái chỗ này không? Thì phân tích ra đó là mình sẽ thấy nó rõ ràng cái chỗ nào nó cũng có. Tâm chọn nghĩa chế định để hình thành tri thức. Ok.
thầy nói thí dụ nha. Thầy nói thí dụ như là khi mà thầy nói là cây cỏ cước heo nó trị ho, cây cỏ cước heo nó trị ho, y như rằng ở tâm của con á, nó sẽ lựa chọn nè. Nếu như con đã từng ho, con biết cái ho nó khó chịu làm sao, con khổ sở với nó làm sao, con muốn nó hết. Đã từng đó nha, đã từng những cái mãnh lực duyên đó, đã từng đó. Thì khi mà thầy nói như vậy đó, lập tức cái tri thức đó đó được thụ nhận liền. Cái tri thức đó được thụ nhận liền. Và con nhớ và nó trở thành tri thức của con. Để con sử dụng khi con ho là con nhớ liền. Cây cỏ cước heo trị ho nha. Trở thành tri thức của con. Con trao truyền lại cho người khác. Nhưng mà một đứa là cha sanh mẹ đẻ, nó lớn rồi tới giờ nó chả quan tâm đó, tại nó cũng không có bệnh hoạn gì. Rồi cái cỏ cước heo nghe nó cũng đã lạ gì thôi. Thì thầy nói qua thì nó chỉ là đoạn thanh âm thôi, nó đâu có ấn tượng đâu, nó đâu có ấn tượng gì đâu. Thì nó nghe chỉ là một cái đoạn thanh âm. Thì thầy nói như vậy đó, thì biết vậy đó. Rồi mới hỏi lại quên rồi, mới hỏi lại nó quên, tức là nó không trở thành tri thức của người kia. Mà cái đứa nọ thì trở thành tri thức, nhưng mà đứa kia thì không trở thành tri thức. Hiểu không? Hiểu không? Vậy đó, tâm nó chọn dựa trên một hệ thống các cái chằng chịt, các cái duyên nó níu kéo với nhau. Hệ thống các duyên nó níu kéo với nhau mà khiến cho một người lưu trữ cái thông tin nó thành tri thức. Còn người khác thì không lưu trữ thông tin nó thành tri thức, chỉ nghe qua rồi mất. Đó, nói vậy. Thành ra đó lý do vì sao mà thầy luôn luôn khuyến khích các bạn là phải suy ngẫm, phải tuệ tư đó, là phải suy ngẫm. Quan trọng lắm, quan trọng lắm. Khi mà mình đã có sự suy ngẫm, mặc dù ra không ra cũng cần biết. Ra không ra không cần biết, nhưng mà khi mà người ta nói đến đụng cái vấn đề đó là con nhớ liền. Con biến cái thông tin của người ta thành tri thức của mình liền, tại vì con suy tư nó rồi. Con đã trợ cho nó một đống các duyên rồi. Ha. Cho nên thành ra khi mà con nghe một cái là con biến nó thành tri thức của con liền à. Mà con không có suy tư cái gì hết, cái đầu thì bả đậu không à, trống rỗng à, thì thôi dẹp luôn. Người ta nói bên này rớt qua bên kia mất, rớt qua bên kia mất à. Nó vậy đó. Bé còn nhỏ xíu. có tương tự không? Những đứa mà nó còn nhỏ xíu á thì nó có cái cơ chế nhớ thôi. Nó có cái cơ chế nhớ thôi. Thì thành ra hồi nhỏ con học rất là nhiều luôn, đâu phải lúc nào con cũng nhớ đâu. Đâu phải lúc nào con cũng có được cái tri thức đâu. Con bị quên. Đúng không? Con nhớ lại coi. Tức là bởi vì nhỏ nó chỉ có cái phần nhớ nó nhiều, tức là phần của tưởng thôi. Rồi xong rồi chứ cái tâm của nó đó nó cũng rất là đơn giản trong sáng đó. Thật ra nó rớt qua nó mất tiêu trời. Nó lo gì? Nó lo chơi đồ chơi, nó nhớ chơi đồ chơi nó không? Người giảng gì giảng nó nhớ đồ chơi đó không? Có gì được đâu. Thì tại vì nó chưa, các hệ thống tâm của nó đó, nó chưa có phát triển. Cái đó nó lại liên quan tới cái nghiệp báo của cái người đó nữa con. Lại đụng tới nữa, tức là đụng tới cái chuyện đó phải lôi cái khác ra nữa. Nó liên quan tới cái nghiệp báo của cái người đó. Tức là một cái người, cái nghiệp báo là tại sao có những người mà từ nhỏ người ta học đâu người ta nhớ đó. Mà người ta nhớ thứ cần nhớ, thứ không cần nhớ người ta không có nhớ. Còn mình là nhỏ đó, mình muốn nhớ mà nhớ không có nhớ. Những cái thứ không cần nhớ thì mình nhớ. Nhớ đồ chơi, nhớ bong bóng, nhớ xà bần, xà ben gì không à. Còn thứ mà cần nhớ thì không nhớ. Đó, cái mình hay hỏi tại sao cuộc đời nó chớ chiêu như vậy. Thôi, không có chớ chiêu gì hết á. Không chớ chiêu gì hết á. Vì mình đã từng làm như vậy đó. Vì mình đã từng làm như vậy đó. Mấy cái rác rưới đó mình gom vô. Rồi mấy cái cần thiết á thì mình không thèm. Thành ra nó tục sinh trở lại, nó quay trở về với mình. Nó quay trở về với mình thôi. Hiểu không? Cái tâm thế khi học đó. Người có thể nói lúc đó nó đi đường xúc nhiều mà cầm nắm sờ mó thì nó nhớ lâu hơn kiểu tập hành. Nhiều kiểu lắm. Nhiều kiểu lắm. Tới lúc này muốn luận giải cho người ta hiểu thì buộc người ta phải tin cái hệ thống Phật học. Người ta có quyền không tin. Ủa, người ta đâu có nhất thiết người ta phải tin. Đâu có nhất thiết người ta phải tin. Thì người ta cứ đi trải qua đi. Đi trải qua.
không phải là một niềm tin mà nó là một sự thật, hiểu không? Sự thật thì mới chấp hết được, ha. Sự thật thì mới chấp hết được. Còn mà niềm tin thì không bao giờ chấp ai được trơn á. Dù tin tôi đi năn nỉ đó, tin tôi đi, đừng có tin chỗ nào hết, tin tôi đi. Tại vì sao? Tại vì nó không đủ xịn. Tại vì nó không đủ xịn. À, còn mà cái gì mà nó xịn hay bất chấp, vô tin không tin thôi, đó chuyện của vô. À, sự thật nó vẫn là như vậy thôi. Thì vô không tin thì vô cứ đi tìm, tìm cái nào, tìm cái mà nó có xịn hết, vô đi, còn không có thì quay lại tìm. Nó vậy á. Ông dùng cái gì, nó là sự thật, nó có gì đâu mà mình phải chèo kéo. Nó là sự thật thì không có gì mình phải chèo kéo hết trơn á. Thành nữ ra quý vị mới thấy Phật học bao giờ có chiến lược đi truyền giáo rồi đó. Để quý vị thấy mấy đây mình bên Phật học có đâu chiến lược đi truyền giáo dành dành máu rồi nó kia đâu có. Nó muốn có cái chuyện đó, nó muốn có cái chuyện đó. Dĩ nhiên sau này của Trung Quốc thì tôi không biết nha, cái đó của Trung Quốc thì tôi không biết. Đâu có chèo kéo dành máu đâu nha. Nên thành ra là kiểu gì thế, nó xịn, nó không có cần quan tâm cái đó. Rồi. Hết ngừng. Nói vậy đó, khổ vậy đó. Được ha, đó nay đồ đụng nhiều nó liên ngành tùm lum hết. Tôi có bị sót cái câu nào không, có cái nào không tôi không có theo kịp. Nhiều nhiều bình luận quá ha. Nhờ tôi bay ra cái thành ra cũng có nhiều người sống dậy ha, sức sống nó trổ dậy ha. Chứ tôi đi trong kia không thấy mọi người ngáp 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 ngáp. Mà hên cái là gì? Hên cái là các bạn có học Phật học đó. Cho nên thành ra các bạn trổ dậy liền, chứ người không có học Phật học cái họ chết rồi. Chứ người không có Phật học họ chết rồi. Mày nghe mấy cái kia như ra radio. Đi đâu rồi? Rồi. Rồi nhóm vấn đề khác đặt trên nền tảng tri thức luận nhằm nhận biết làm sao có thể nếu rồi nói khác đi, xác định từ những hiện tượng quan sát được một sự kiện khách quan có thể độc lập với người quan sát. Như vậy, khoa học ngày nay đã tạo ra triết học của nó, tạo ra triết học của nó. Và chính con người đi từ khủng hoảng về nền tảng các khoa học cũng như nỗi kinh hoàng chạm mặt trong những hoạt động khoa học đã đi đặt những câu trả lời, những câu hỏi, tra hỏi triết lý về khoa học không thể phủ nhận được. Tức là khi mà người ta tự người ta đi nghiên cứu thì cái tự người ta hoài nghi, rồi trời mình nghiên cứu mình làm diễn biến đúng không đó, nó đặt cái gì đó. Thì xong rồi cái tự mình phải quay trở về, quay về cái nền triết học để mà giải quyết vậy thôi. Nó thế đó, thì đường nào cũng phải quay về cái nền thôi. Mà quay về cái nền của nó thì nó lủng, quay nền cái nó gãy thế. Thật ra mình phải có cái nhìn hệ thống ha, mình có cái nhìn hệ thống như vậy đó thì không chọn cái này chọn cái nào đó, mình nhìn hệ thống rồi mình mới thấy. Còn mà chưa có nhìn hệ thống được đó, nhìn phiến diện đó, trời ơi thấy ngành tôi là giáo sư, ngành tôi đó nghe, giáo sư là đi mặt nghênh nghênh lên trên đang chiếm bay qua nó ị vô mặt chứ đâu có biết cái gì đâu, đâu có biết một cái hệ thống của nó bị lủng chỗ nào ra làm sao đâu, chỉ biết được cái chỗ của mình thôi. À, chỉ biết cái mặt của mình là chỉ cần ngước lên trời thôi đó, chỉ vậy là hết rồi đó. Là rồi luôn, là không thể nào phát triển được chính cái đời sống của mình mà làm cho cái xã hội nó ngày càng điêu tàn nữa. Làm cho xã hội điêu tàn tại sao? Thì ngu mà còn làm lớn nữa đó, cho nên thành ra điêu tàn hết. Và bây giờ nó đang như vậy. Và bây giờ nó đang như vậy. Nên thành ra thấy thương không biết làm sao giờ. Đó, có ai muốn hỏi gì không, hỏi em, hỏi tôi đi nữa nha. Tôi vô triết học hiện đại và khoa học. Ủa mà tôi chọn cái này á, cái sách này nó có quá sức với các bạn không vậy? Tôi sợ bên kia nghe radio không à.
Thầy tôi thấy nó hay, thầy tôi thấy nó hay. Nhưng mà tôi thôi không biết là các bạn sao. Cái sợ các bạn bển nghe radio. Tại vì đó là những cái vấn đề này nó đụng tới những cái vấn đề mà nó gốc. Ha, nó gốc đó, cho nên thành ra là nó xới cái nền lên. Nó xới cái nền lên được. Vậy đó. So với cuốn siêu hình thì nó dễ hơn xíu đó con. Hơi tội nghiệp quá hờ. Con cặp tội nghiệp không. Các bạn làm tôi để phân vân đó. Nhiều khi tôi muốn đưa một cái gì đó nó xịn đó, mà nó xịn quá cái mình vô không có nổi, cái mình ói trở ra, cái thôi tôi phải hạ xuống, hạ liều xuống, xong rồi tôi thấy vẫn không có nổi, tôi phải hạ liều nữa quá. Thì quý vị cứ lướt đọc đi. À, chuyện nước bị động. Thiệt chứ. Chứ giờ đó là tôi không biết làm sao cho quý vị triết nó mạnh lên, phải không? Quý vị này cho triết nó mạnh lên. Phải có triết mới được. Không có triết thì cũng có mần ăn gì được hết. Để mà bây giờ đụng vô triết là nó quắn quéo à, đụng vô triết là nó quắn quéo à. Chắc là chờ tới tới hè đó mình dạy cái bổ trợ lịch sử triết học á, triết học phương Tây đó, cái quý vị sẽ đỡ quắn quéo hơn, thay đổi người nói, thay đổi tông giọng, thay đổi cách tiếp cận, đỡ đỡ quắn quéo hơn. Cho nên mình ráng soạn nha con, hè dạy đó. Ủa mà hình như không có ai dạy triết học phương Đông không ta? Có ai đăng ký với đọc phương Đông không? Cô My coi giùm tôi có ai đăng ký triết học phương Đông không vậy? Có Dung hả? Vậy được rồi, đủ rồi. tôi sợ mất cái mạng đó. Tại cái mạng đó rất là hay, mạng đó nặng. Triết học phương Đông nặng. Xong những cái vấn đề này nó hơi sâu, nó hơi sâu, nó thuộc nhiều nền, giống như hồi 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 từ bữa giờ mà mình học đó, quý vị thấy không, toàn là hệ thống không mà, toàn là hệ thống không mà vấn đề là mấy cái hệ thống đó quý vị phải tự nhìn ra đó. Quý vị học rồi xong quý vị phải tự nhìn ra cái nền nó rồi phân vô trong Phật học như thế nào, bla bla đó. Chứ mà quý vị coi đó, mình học có chút xíu xong cái tôi bay là tôi đưa lên Phật học và tôi dẫn cho quý vị đồ đi đó. Trời ơi, rồi chừng nào hết. Rồi chừng nào hết. Rồi đó, quý vị cũng phải làm như vậy đó. Khi quý vị đọc, thấy không? Khi quý vị đọc á, quý vị cũng phải dẫn, dẫn 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 vô, thấy không? Chứ giờ đó tôi mới đi ra xíu, cái tôi đưa đu vô không à. Cho hồi trưởng thành, trẻ con. Được thì nó được đó. Tại vì tôi đốt cháy giai đoạn ha, tại tôi đốt cháy giai đoạn đây thì tôi muốn cho nó nhanh đó. Nên thành ra tôi đưa cái nó nặng nặng đó đặng mà nhanh. Thì nếu như mà làm vậy thì lại xây dựng lại thôi, xây dựng lại giống như chương trình tài năng vậy đó, những cái hết sức là cơ bản và dễ thương. Thì ví dụ như bình thường quý vị học cái tầm cỡ này đó 10 năm ha, thì quý vị mà học tầm nhỏ nhỏ dễ thương để mà hết được cái đám triết học Tây rồi triết học Đông thì chắc cỡ 100 năm thì nó mới hết nổi. Chứ quý vị ai mà dấn vô lịch sử triết học rồi ngó đi coi coi, quý vị ngồi vô ngó rồi nội cổ Hy Lạp không à, học cổ mà học không hết đời rồi, nội cổ Hy Lạp không hết đời rồi chứ chưa nói gì tới tới là tới hiện đại gì trơn á. Chưa nói gì tới hiện đại, cổ Hy Lạp không hết đời.
Ôi, triết học nó nhiều dữ lắm. Nó nhiều dữ lắm. Đó mà học cái kiểu mà từ nhỏ 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 vậy đó. Là nó vậy đó. Bây giờ là chăm tôi rút mà. Tôi rút không à, tôi rút lại không à. Thành ra tôi đưa những cái tài liệu vô cái gì học đó, tài liệu trên trời không à. À, tài liệu trên trời không à. Thành ra là nó hơi kham không nổi là như vậy đó. Đó giống như lần này nè, đó giống như cái tài liệu này. tôi nói quý vị đó, phải không, là nó gom cả đống luôn, nguyên một cái hệ thống của tư tưởng triết học phương Tây luôn, chứ không phải chỉ là một hai ông gì hết. Nó gom hết rồi một bầy luôn vậy, nó nhìn nhận trên một tổng thể luôn. Thì nó nặng, thì nó nặng. Mà khi mà quý vị tiếp cận những cái này, đọc vô không hiểu nè, đọc vô không hiểu nó nói cái gì, ý nó muốn nói cái gì thì không hiểu, rồi để hiểu cái đó không thì hết rồi, hết giờ rồi. Rồi bây giờ hiểu cái đó xong rồi cái bắt đầu mới chỉ ra cái sai của nó nữa. Tại vì tôi dạy mà quý vị biết rồi, bình sách không à, thấy không, toàn bình sách không à, rồi chỉ ra cái sai rồi bung ra cái sửa cái sai đó làm sao nữa, cái quay trở về Phật học nó đối chiếu lùm chứ vô cái nữa nữa rồi. Rồi là học là ta nói mịt mờ sương gió luôn, mịt mờ sương gió. Hiểu không, hiểu không, hiểu cái quy trình học không à. Học mà tới quý vị mà học triết học là thôi thôi là thấy, là thấy ngán rồi, thấy ngán. Bây giờ tới tiết triết là thấy ngán rồi, không lẽ giờ tuột xuống nữa trời, thì tuột xuống nữa. Không đông ha, không hóng hay hóng như con. Hóng những các bạn khác coi sao. À, chưa nè, các bạn chưa có soạn á. Tới các bạn soạn ha, sấn vô soạn giáo trình á, lật ra xỉu, lật ra cái xỉu, sấn vô soạn giáo trình xong rồi lướt hết tất cả tài liệu luôn, sấn vô soạn giáo trình cái báo thầy nhà con lấy giáo trình tan dạy nha. Các bạn mà lượt hết là sao nó quay qua cái bạn sẽ nói vậy đó. Tại vì đó là khi mà các bạn lướt qua được hết rồi đó, các bạn nhìn thấy cái hệ thống rồi đó, các bạn không có muốn soạn nữa, các bạn không muốn soạn nữa vậy đó. Thầy soạn rồi nó sai, soạn rồi nó sai. Chắc là để tôi coi, tôi kiếm thêm cái tài liệu này cho nó nhẹ nhàng. Ai à, rồi thôi tôi hỏi lề lề để hỏi nha, chắc tôi lấy cái tài liệu sách giáo khoa đúng không, lấy tài liệu sách giáo khoa Tú Tài năm 75 cho các bạn học ha. Tại vì cái đó là học dễ đó. Cái đó là học dễ, học hiểu liền á, học tới đâu là hiểu tới đó luôn. Thì các bạn đọc cái Trần Văn Hiến Minh đó. Đó cái tài liệu đọc tới đâu là hiểu tới đó. Nó dễ lắm, nó nền á, nền luôn, siêu nền luôn. Hồi trước là người ta học cái đó mà. Nghe đọc thử một chút đi. Thì hôm trước con lợn đó nó có bệnh cái quyển mà cái gì đó, quyển gì mà ba ba cái tam giáo, tam giáo ba ba tam giáo đó. Tam giáo đại cương đó là của Trần Văn Hiến Minh đó. Chán. Coi kìa, chiêu hỏi đời thôi. Nhẹ quá thì chán, nặng quá thì nghe radio. Đọc vô biết sai là thấy sáng à. Là chán ngán chứ không phải tôi thì còn nhiều sách lắm để tôi lựa ha, để tôi lựa lựa tôi còn phải lựa cuốn giáo dục học cho quý vị nữa. Đọc mấy cái này không hiểu thì không thấy sai. Đọc phải đem về ha, đọc phải đem về, mình có cái gốc mà, mình có gốc mà. Chờ đi, chờ đi, cuốn cũ còn có 10 trang nữa hết rồi ha, cuốn cũ còn 10 trang nữa hết rồi. Cuốn mới hay là sư phạm lý thuyết, sư phạm lý thuyết.
Ừ, hỏi cái gì ra đây thì lướt qua thì trả lời câu này một cái. Bao nhiêu tài liệu tham khảo con hỏi thì là khó trả lời. Con hỏi thì khó trả lời. Có cái câu nó gì nè mà tôi nghe buồn cười nhưng mà thấy nó có nghiệm ra, thấy nó cũng có phần hợp lý. Tài năng không bằng tài liệu. Tài năng không bằng tài liệu, có nghe câu đó chưa bao giờ chưa? Tài năng không bằng tài liệu thiệt chứ, tôi nói quý vị chứ, bây giờ mà không có tài liệu này, không không có tài liệu là chết rồi, không có tài liệu là chết rồi, không có tài liệu là chết rồi chứ. Bây giờ soạn nè rồi cần tài liệu không à, thấy không, tài liệu không mà học cũng cần tài liệu nữa, mọi thứ cần tài liệu không mà giờ không có tài liệu. Không có tài liệu rồi sao giờ có tài liệu, chỉ có nước chết rồi, không có đường nào hết. Đó là lý do quý vị hiểu sao mà ở đó tôi làm bao nhiêu năm nay, ở gần cả chục năm nay, tài sản tôi chỉ là sách thôi, hết rồi, không còn gì khác. Toàn là sách thôi đó. Ừ, 30 cuốn là ít đó con. Ừ, 30 cuốn là ít đó con. Ừ. Ừ, mà con phải à, cái phần mà nói về tài liệu này nữa nha, con phải phải lựa nghe. Hổm Minh nè, Hổm Minh là giờ giấc này là còn quân nhà không đúng không? À, còn quân nhà không thôi nói là quân Minh cũng đi kiếm tài liệu rồi, Minh cũng đi soạn rồi đó. Đó, hôm trước là cho một bộ câu hỏi Socrates đó, rồi xong rồi cũng tự trả lời, rồi xong rồi cái giờ làm đó thấy ổn áp hơn rồi đó. À, giờ hướng dẫn cho đàn em thân yêu đi con. Còn có 4 cuốn hả? Đó, nhiều khi nó đi tìm 30 cuốn tới lúc mà nó xài được còn có 3 cuốn. Tới lúc mà nó xài được còn có 3 cuốn. Ừ, trong mỗi cuốn nó xài vài chương là còn đỡ đó, nhiều khi xài được có một cái tiểu mục hả. À, tiểu mục hả. Chứ là con muốn cái gì, con phải muốn cái gì rồi trước con đi tìm chứ, con nhạo vô con đi tìm mà tìm khơi khơi rồi con chết. À, con phải biết con muốn cái gì. À, nói ra làm sao, con phải có cái ý niệm đó con mới đi tìm chứ, mình chưa có cái ý niệm rõ ràng cho mình đi tìm rồi mình lụm hết à, lụm giống như quơ rác rồi bỏ vô đó vậy đó. À. Ừ, cũng có đó, phần đó coi thầy cũng có ghi đó. Ừ, thì trả lời là cả những cái đó. À, thứ sáu này hướng dẫn kỹ hơn, hướng dẫn kỹ hơn cho các bạn làm cái bài, tại vì đưa về biết thế nào là mò, cho mò. À, cho mò. À, cho mò đặng mà thấy được cái nhiều cái sự trất quất. Rồi xong cái thứ 6 này cái bắt đầu chỉ cho được khảo. Để có kinh nghiệm, để có kinh nghiệm mò mẫm. Rồi, có ai còn hỏi gì không? Không còn hỏi thì nghỉ. người ta cho đề về đặng mà mò đó. Ví dụ như nè, đó, trong đám nha, tôi nói là như Minh nè, mà thứ 6 này mà nó học nè, cái là tôi chỉ nè, học tới đâu rồi nó hiểu tới đó liền. Đó, cái cơ chế hiểu mà hồi 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 nãy mình nhắc ở trên á. À, do đâu mà hiểu đó, do đâu mà nhớ đó. Đó là học tới đâu rồi nó hiểu tới đó liền, nó tiếp thu tri thức ào ào liền. Là vì sao? Sao? Vì nó có những cái duyên trợ hiệp trợ cho nó. Ê, nó mò rồi nó hỏi rồi nó soạn rồi nó tới lui trong cái đó đó. Biết bao nhiêu là các cái duyên trợ vậy đó. À, ra tới rồi mà tôi nói đó, vô bập 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 à. Nó có ấn tượng tất cả những cái nó lưu và trở thành tri thức chứ không phải nghe radio, không nghe podcast. Nên là quý vị nghe, tôi cho cái thời gian đó là để mình làm đó,
ha, để mình mò mẫm ha, rồi mình có cái trải nghiệm. Có cái trải nghiệm đó là chi vậy, đâu phải rảnh rồi ở đâu, duyên không á, hàng duyên không đó, thì sao không nói luôn cho rồi đi, chờ chi cho nó mệt vậy, không có được. Nói vậy thì nó đây nó rớt kia nó mất hả, nó có vô, nó có vô rồi phải có vậy đó, nói vô à. Ghi âm ghi hình. Quay qua quay lại là chỗ nào cũng dính Phật học không, mà không có đường nào mà nó khác hết trơn. Rồi thôi nghỉ, hẹn quý vị tuần sau, nếu tôi tìm được cái tài liệu nào mà nó nhẹ hơn thì mình sẽ xuống một cấp nữa. Còn nếu không có thì mình cũng duy trì. Rồi thôi nghỉ, bye bye chưa quý vị. À quên quên quên, cách tuần nửa tháng nữa, nửa tháng nữa. Bye bye, bye bye.